muốn trên background cái hình này như chúng ta chụp trong studio thì chúng ta cần một cái iPad Pro, một cái Apple Pencil và download cái program ProRes. Ok, chúng ta bắt đầu. Rồi chúng ta vô cái Slack. Để chọn chung quanh cái hình này. Để chúng ta đổi bỏ cái background nó đi. Sau khi chúng ta chọn chung quanh, chúng ta vào layer 1. Chúng ta chọn cái mask. Rồi, chúng ta sẽ xoáy chung quanh cái background chung quanh đã biến mất, chỉ còn cái nền màu trắng. Chung quanh chúng ta thấy khi nó vẫn còn những cái vành chung quanh nó chưa có sạch, chúng ta dùng cục tẩy, chúng ta clean up chung quanh. Rồi chúng ta muốn cho cái mái tóc nó xòa xòa, có những cái tóc bay bay một chút thì chúng ta mới xua là cho nó dễ, thì chúng ta mở thêm một layer mới đi. Rồi chúng ta chọn vô OK. Đây, mình sợ chải tóc này. OK. Cho nó vòng tóc cho nó mịn mà một chút xíu đi. Lật lật xíu.
tự nhiên một chút. Nếu có cái nào không ít thì dùng cục tẩy, tẩy sơn lên một chút. Rồi. Xong. Chúng ta có thể kết hợp hai cái này thành một. Ừ. Chúng ta tạm thời có cái hình như vậy. Bây giờ bắt đầu chúng ta muốn cho cái background này là cái màu đó. Chúng ta open một cái layer này, chúng ta là cái background chuyển nó ra phía sau cái hình này, tức là đưa nó xuống dưới đó. Bây giờ chúng ta muốn ở dưới này cho nó đậm, trên đây là lợp, trên này là màu vàng là cho nó sáng hẳn lên. Đó. Trước tiên là chúng ta cho nó đậm, dưới này là màu đen đi. Rồi chúng ta select, chúng ta kéo xuống. Chỗ này là chỗ này chúng ta clear chữ ấy đây. Chúng ta chữ này cho nó màu nâu đi. Nâu. Select. Xuống. Còn nào. Rồi, cho nên chúng ta chăn màu vàng này. Chúng ta tắt ra đi. Chúng ta vô cái adjustment này. Chúng ta vô Gaussian Burn. Chúng ta muốn mấy nằm mix chung với nhau bao nhiêu percent, chúng ta dồn lên đây 0% đây. Chúng ta kéo chọn, nó chạy lên. Đó. Các màu mix chung với nhau 41%, 42%. Và chúng ta muốn mix thêm cho nó một cho nó đều hơn. Và như vậy là tương đối được rồi. Chúng ta tắt nó đi. Ok, chúng ta được hình như vậy. Để chúng ta đây là background. Chúng ta muốn thay đổi. Chúng ta muốn cho nó nghệ thuật hơn một chút. Cho nên nó có cái shadow phía sau. Thì chúng ta vô lại cái hình này. Và chúng ta kéo qua, chúng ta duplicate, tức là double cái hình lên. Đó. Và chúng ta chọn hình, tức là hiện tại là hai hình. Chúng ta chọn hình phía sau. Chúng ta vào
Alpha lock. Chúng ta chọn vô cái màu đen cho sa đồ. Rồi chúng ta chọn cái fill layer. Rồi chúng ta muốn cái sa đồ phía sau. Thì chúng ta vào cái chỗ này, chúng ta move nó ra. Vậy là chúng ta được, nếu chúng ta được hình như chúng ta muốn, nếu chúng ta muốn cái sa đồ nó lợt hơn một chút, chúng ta trở lại cái layer one này, chúng ta bấm chính n này, chúng ta adjust cái sa đồ đậm lợt. Theo ý của chúng ta. Vậy là chúng ta được một cái hình hoàn chỉnh.